Vâng, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của MuaTốt.net và mình là Thuận Ba Lô. Ngày hôm nay thì mình làm video này để thông báo đến mọi người là dòng loa Boss Q5 đã về hàng tại đây, đang về hàng tại kho. Đó, thì ở đây thì có khoảng gần 200 chiếc loa này nên chúng ta hoàn toàn có thể đặt hàng, yên tâm đặt hàng tại mọi nơi trên Tổ quốc mọi người nhé. Đấy, thì ở Sài Gòn thì mọi người có thể đặt hàng bên mình sẽ giao đến tận nơi trong ngày cho chúng ta luôn, hoặc MuaTốt.net sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị và các bạn. Hàng đến nơi chúng ta được mở ra, chúng ta kiểm tra, chúng ta test hàng nhé. Đây là những dòng loa của Boss Q5 sản xuất nguyên chiếc tại Thẩm Quyến, Trung Quốc mọi người nhé. Đấy, thì ở tiêu đề mình có nói là mua khẩu trang thì tặng loa. Nói vui vui mọi người nhé. Thì nếu chúng ta mua loa Q5 tại thời điểm như thế này thì chúng ta sẽ được tặng là 3 khẩu trang vải kháng khuẩn mọi người nhé. Khẩu trang này thì chúng ta đổ nước vào á thì nước nó sẽ bay ra giống như là nước đổ lá môn rồi đấy. Đấy thì loa Boss Q5 đã về. Đấy, nếu mà anh cô chú anh chị nào đã nghe qua âm thanh của dòng loa Boss Q5 hoặc đã sử dụng thì có thể bình luận cho mọi người cùng biết về âm thanh của nó nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ quay thử cho mọi người xem nhé. Những dòng loa này thì bên mình thường với mình sẽ gửi hàng đến tận nhà mọi nơi trên toàn quốc mọi người nha. Hàng đến nơi chúng ta được quyền mở ra, chúng ta kiểm tra test hàng. Nếu mà đúng hàng, hàng mới, loa hoạt động tốt thì chúng ta trả tiền. Nếu mà chúng ta hoặc loa không đúng hàng, hàng lỗi, cũ bể vỡ thì chúng ta có quyền không thanh toán nha. Đó là quyền lợi của chúng ta khi đặt hàng online. Mọi người có thể liên hệ số hotline để ở trên số hotline ở phần bên trái, góc bên trái của màn hình nha. Để mình gọi điện cho mình sẽ tư vấn cho mọi người được chọn được mẫu loa ưng ý nhất. Xin ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Ok, bây giờ thì mình sẽ karaoke thử cho mọi người nghe một bài nhé. Bài Ngày Em Lấy Chồng. Tôi vẫn nhớ những đêm đầy sao, tình yêu như thuở nào. Đôi mắt sáng long lanh tìm nhau, đời ta chưa biết sâu. Thời gian như nước sông trôi qua cầu, để nhanh qua u màu. Nãy giờ thì mình đã ca cho mọi người nghe thử một khúc của bài Ngày Em Lấy Chồng của nhạc sĩ Hamet Trương. Ok, đó thì mọi người có thể cảm nhận được âm thanh rồi. Bây giờ mình sẽ thử tiếng chay mọi người nghe nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người nghe cái tiếng chữ xấu mà xấu. Mọi người nghe cái tiếng xì mà tiếng nó sáng như vậy. Ok, ở đây thì nó có echo delay. Đó. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếng echo nó ít thì nghe tiếng rõ hơn. Ngày em đi lấy chồng. Đấy, không echo nó ra như vậy. Còn có echo delay ra thì tiếng nó sẽ mượt hơn nha. Tìm đâu ra lá xiêu bông bây giờ để em thôi lấy chồng. Ok, đấy. Mọi người có thể xem lại một lần về ngoại hình của nó nhé. Đây, mới ngày về hàng ngày hôm nay luôn thì mình quay liền cho mọi người luôn. Mặt trước nè, có hai loa bass, hai loa jack, ở sau nó có hai cái màn cộng hưởng đây. Rồi. Đây ở đây có cái logo
có một cái dây đeo ở đây thì nó về bản tiếng Anh mọi người nhé. Rồi, ok, xin ơn mọi người rất nhiều. Nếu ai đã sử dụng cái dòng loa này rồi, sử dụng dòng loa Boss Q5 này rồi, có thể bình luận để cho tất cả những anh em chưa từng xài có thể biết thêm những dòng loa. Ok, xin ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.